không thể khai thác ngoài khơi với các công ty phương Tây vì các biện pháp cấm vận của Mỹ. Tập đoàn sản xuất dầu khí lớn nhất của Nga, Rosneft, hy vọng là các hoạt động ở Việt Nam sẽ giúp tập đoàn này có được những kinh nghiệm cần thiết để mở rộng hoạt động trên toàn cầu. Theo Reuters, Việt Nam là một đồng minh truyền thống của Nga và công ty Rosneft do Điện Kremlin kiểm soát là một phần trong tập đoàn liên doanh giữa Petro Việt Nam và ONGC của Ấn Độ. Tập đoàn liên doanh này cung cấp gần 1/10 nhu cầu điện của Việt Nam. Năm ngoái, sản xuất 65.000 tấn khí hóa lỏng, chủ yếu cho thị trường nội địa, nhưng cũng xuất khẩu sang Singapore. Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ Dự án nước ngoài của Rosneft, ông Christopher Enchcombe, cho biết dự án tại Việt Nam cho phép chúng tôi phát triển kỹ năng làm việc và cũng là nền tảng cho sự phát triển hoạt động kinh doanh tại các nước khác ở Đông Nam Á. Các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt lên Nga sau vụ sáp nhập Crimea vào năm 2014, cấm các công ty phương Tây làm việc tại các dầu mỏ của Nga ở Bắc Cực, sản xuất dầu thô hay thăm dò nước sâu tại quốc gia này. Ông Enchcombe nói, sản xuất ngoài khơi ở Việt Nam mang về lợi nhuận cao vì chi phí sản xuất thấp.